đơn không vui. Tram đã căng. Hương Tram chính thức đệ đơn tố cáo, quyết đòi lại sự trong sạch cho mình. Thời gian vừa qua, tin đồn Hương Tràm sang Mỹ để sinh con cứ ngày một lan rộng. Sau bao nhiêu lâu im hơi lặng tiếng thì có vẻ như mọi chuyện không hề lắng xuống và lại bị đẩy đi xa hơn. Nhưng đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sau gần đây, cộng đồng mạng đang lan truyền khắp nơi hình ảnh Hương Tràm cùng hai nhóc tì được cho là con của nữ ca sĩ với một đại gia nào đó giấu tên, khiến tin đồn sang Mỹ sinh con của nữ ca sĩ ngày càng có căn cứ. Không thể để mọi chuyện quá tầm kiểm soát, ngày 23 tháng 5 vừa qua, Hương Tràm chính thức đệ đơn tố cáo những người tung tin đồn sai sự thật để bảo vệ sự trong sạch của mình. Cụ thể, phía nữ ca sĩ đã nộp đơn tố cáo vì bằng ghi nhận hành vi đăng thông tin giả, không đúng sự thật do các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội thực hiện đến cơ quan cảnh sát điều tra và các cơ quan khác có thẩm quyền để hạn chế đến mức thấp nhất sự hiểu nhầm từ cộng đồng mạng. Hơn nữa, phía ca sĩ Hương Tràm, Tràm Vi Phạm mong muốn cộng đồng, người hâm mộ nhìn nhận sự việc khách quan và đánh giá chọn lọc trước những thông tin giả chưa được kiểm chứng về đời sống cá nhân cũng như hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ.